Nhơn Trạch 21 giờ xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay Nhơn Trạch 21 giờ đang đi quay để giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái thửa đất đang cần bán tại dự án xây dựng Hà Nội, khu đô thị Phước An, Long Thọ, thành phố mới Nhơn Trạch. Thì hiện nay là Nhơn Trạch 21 giờ đang đi trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ. Thì phía bên tay phải màn hình của quý vị là dự án xây dựng Hà Nội. Và sau đây thì Nhơn Trạch 21 giờ sẽ mời bạn cùng vào thăm quan thửa đất mà Nhơn Trạch 21 giờ đang chào bán. Đây thì bây giờ quý vị đang cùng Nhân Trạch 21 giờ vào dự án xây dựng Hà Nội. Thì ngay cái ngã ba này, một bên tay trái màn hình của quý vị là một quỹ đất rộng 3 hecta được quy hoạch là khu thương mại dịch vụ của cái khu vực này. Và bên tay phải là cái đường vào của cái thửa đất. Nên là cái thửa đất này phải đánh giá là tương đối là đẹp đấy. Vị trí rất là đắc địa, nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ. Thì bây giờ cái thửa đất này cách đường lớn chỉ đâu đó khoảng 50 mét này, và cách trung tâm thương mại cũng chỉ tầm 50 mét thôi. Và bây giờ đây thì Nhân Trạch 21 giờ đang đi vào sát cái thửa đất để quay trực tiếp cho quý vị xem. Thì cái lô đất này là lô đất lô góc hai mặt tiền đường, nó lại thuộc là cái liên kế 18, lô đất là lô số 37, nằm trên hai mặt đường luôn. Thì kích thước của thửa đất là 9,5 m x 22 m. Diện tích của thửa đất là 200 m². Hướng của thửa đất là hướng Tây Bắc. Đó. Thì ở đây hạ tầng làm cũng đã tương đối là xong rồi đấy. Nói chung là vỉa hè cũng đã lát gạch này, đường chảy nhựa này, có điện âm, đèn đường, nước máy đầy đủ này. Đó, quý vị nhìn chưa? Ngay chỗ cái xe đang để đó là cái khu đất dành cho thương mại đó. Và đằng trước đây là đường này thông ra cái đường 26 m này. Thì sau đây Nhân Trạch 21 giờ sẽ quay toàn cảnh tự nhìn từ trên cao để quý vị hình dung ra rõ hơn cái thửa đất này. Và đây là hình ảnh được chúng tôi quay từ trên cao để quý vị nhìn cho nó rõ hơn tổng thể cái khu vực xung quanh cái thửa đất. Thì thửa đất này nằm trong cái khu vực dân cư cũng tương đối đông rồi. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua cái thửa đất này để xây nhà ở ngay cũng rất là ok, vì khu vực này đã có dân cư chứ không sợ là cái khu vực nó heo hút đâu. Khu vực này tương đối đông dân cư. Thì bây giờ tôi sẽ quay cái thửa đất này dọc cho quý vị nhìn này. Đó. Cái vị trí này thì để ở và kinh doanh buôn bán sau này tôi nghĩ là cũng ổn đó.
vì nó hai mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán cà phê cà pháo này nọ rất là thuận tiện đấy. Thì sau đây tôi sẽ đưa cái máy quay lên trên cao hơn một chút nữa để cho quý vị nhìn toàn cảnh cái khu vực này. Đó, quý vị đang được nhìn toàn cảnh cái khu vực loanh quanh gần thửa đất này. Trước mặt quý vị là tòa nhà dầu khí đấy, người ta gọi là tòa nhà dầu khí. Tòa nhà này của tập đoàn dầu khí xây cho cán bộ công nhân viên dầu khí Nhân Trạch ở đấy. Thì Nhân Trạch nó có một cái nhà máy điện mà. Tới đây chuẩn bị xây một nhà máy điện nữa. Nên là công nhân của dầu khí Nhân Trạch là về đây ở này, đấy là nhà công vụ đấy. Và trước mắt quý vị là cái bùng binh giao cắt giữa đường Lê Hồng Phong và đường Nguyễn Văn Cử. Và đặc biệt nữa ấy, là đối diện với cái thửa đất chúng tôi đang chào bán là một cái dự án tái định cư của Nhân Trạch. Đây là dự án tái định cư Phước An. Chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch đang xây dựng cơ sở hạ tầng để trả đất cho những ai phải bị thu hồi đất ở Nhân Trạch để về đây sinh sống. Nên là khu vực này thì tới đây sẽ tương đối là sầm uất. Và đây này, trước mắt quý vị là nhà dân người ta đang ở và đang kinh doanh buôn bán này đấy. Cách thửa đất chỉ có 50-60 mét thôi. Nếu quý vị quan tâm thì cứ liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về thửa đất.